Tôi về đi. Ông ấy không ra đâu. Tôi bỏ sự phí mất cả buổi làm của tôi. Thế này em lại thấy lo. Lo cái gì? Kiểu này là muốn né anh em mình thật. Không muốn nghe anh em mình nói. Và như thế nghĩa là... Nghĩa là gì? Anh mất tích đâu đây? Điện thoại anh hết sạch pin là do hai thằng mày gọi suốt đấy. Em đã có việc muốn nói với anh này. Nói nhanh đi. Cái việc này thì thực ra cũng không cần phải hỏi lại anh để làm cái gì cả. Bởi vì đã nói quá nhiều lần. Nhưng mấy hôm nay chị em đang làm loạn nên không yên. Cho nên là... Anh có ngoại tình không? Nếu có thì sao? Bây giờ không có nếu. Bây giờ là một là có hay là không. Bây giờ anh trả lời đi. Từ từ xem nào. Xôn lên. Chả khảo ông như bà Phương. Anh nhắc đúng người rồi đấy. Anh Công, em luôn tin gia đình mình toàn là những người sống tử tế, sống đàng hoàng, sống ngẩng cao đầu bất kỳ ai. Tại vì đấy là điều bố mẹ dạy anh em mình. Nào, cứ để cho nó nói. Cả đêm qua em không ngủ được. Trong đầu em chỉ có đúng một câu hỏi thôi. Đấy là bây giờ nếu mà anh sống không đàng hoàng, anh sống vớ vẩn, anh sống không tốt với chị Phương, thì em có tôn trọng anh được nữa hay không? Chắc chắn là không. Bởi vì nếu như vậy thì đến anh không tôn trọng mình được. Em cũng muốn như thế nhưng em không làm được. Bởi vì anh là anh trai của em. Bây giờ anh có sống không tốt, anh sống không tốt với chị Phương thì anh vẫn là anh trai của em. Bởi vì đấy là cái điều mà bố mẹ vẫn dạy chúng mình. Cái này này, ba thằng đều là đàn ông với nhau. Mà đàn ông đi ra ngoài xã hội thì cái chuyện gọi là chung thủy thì nó cũng rất là khó nói. Nhất là như anh hiện tại, cái cuộc sống hôn nhân của anh đang có vấn đề, không hạnh phúc. Và nếu như anh cảm thấy là anh chán quá rồi, mệt mỏi quá rồi, ly hôn đi. Đừng lúc nào cũng rủ thằng Long sang ngủ cùng để kiếm cớ tránh né. Và cũng đừng bao giờ bảo em với thằng Danh cái suốt ngày phải ra cái góc đổ rác để nghe anh nói lăng nhăng những cái chuyện đâu. Bọn em vợ đẹp con khôn cũng phải muốn về nhà chứ, ai muốn ở đây cùng với anh làm cái gì. Và một cái lý do rất là buồn cười, anh luôn kiếm cớ cây với cối để làm gì? Để đi suốt ngày. Đơn giản lắm. Giải tán. Em xin anh, nếu mà bây giờ anh muốn kết thúc thì anh kết thúc với chị Phương một cách đàng hoàng. Sau đấy anh muốn yêu ai, anh muốn bên cạnh ai, tùy anh. Em không quan tâm. Thanh à, về đi. Hai thằng mày lớn thật rồi. Hai chú đều giỏi hơn anh. Đúng thật, đã lâu lắm anh không biết hạnh phúc là gì. Nhiều lúc anh nhìn thấy hai đứa cười nói ríu rít với vợ, anh cũng thèm lắm. Anh biết vì sao? Vì sao biết không? Vì anh, do cái mặt của anh lúc nào cũng lạnh lùng, khó đăm đăm ấy. Mà anh đối xử với chị Phương khác hoàn toàn với những người trong nhà. Nhưng mà mày nhìn xem. Nhìn xem cái gì? Tại sao anh không như em và thằng Danh, thoải mái nhẹ nhàng nói chuyện với vợ thì sao? Nói cái gì bây giờ? Công việc hả? À? Không. Sở thích chung là không có. Mỗi người một mối bận tâm. Thế tại sao ngày xưa anh còn yêu chị Phương? Đúng. Tại sao ngày xưa đòi cưới chị Phương? Thế nếu không có sở thích chung, tại sao ngày xưa hai người yêu nhau? Ừ, nào. Ngày xưa Phương không như bây giờ. Trước đây Phương lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, lúc nào cũng mơ mộng. Nhưng bây giờ nhiều lúc thật sự anh không hiểu nổi. Thế thì em nghĩ anh nên nhìn lại chính bản thân anh. Em không hiểu sao bây giờ anh vẫn đổ lỗi cho chị Phương.
anh vẫn còn đứng đây anh tìm cách biện hộ cho chính cái sự thay đổi của chính mình. Em nói thật, anh chỉ đang cố né tránh cái lỗi của chính anh thôi. Ôi mất thời gian quá, bây giờ chốt lại này. Bây giờ chốt lại là anh muốn thế nào? Hai thằng mày có biết? Thôi rồi đừng hai thằng, cứ suốt ngày hai thằng. Nghe này, mệt lắm. Tối qua chính trị Phương gọi điện báo cho anh biết là mấy đứa theo dõi anh đấy. Chị Phương gọi anh á? Là như nào? Vợ anh đấy. Vẫn thường hay khác lại như vậy. Chính cuộc điện thoại đấy, nó giống như một cái tát vào mặt anh. Nó nhắc cho anh nhớ tại sao ngày xưa anh lại yêu và lấy Phương. Phương gọi vì sợ bọn em gây chuyện. Ngay cả khi Phương không còn niềm tin rằng anh trung thủy, ngay cả khi có thể anh đang sai lầm, nhưng cô ấy vẫn chọn cách bảo vệ và giữ gìn cho anh. Một người phụ nữ như vậy, hai thằng nghĩ là anh sẽ ly hôn sao? Tức là anh không có ý định ly hôn đâu đúng không? Anh đâu có bị điên. Thế còn con bé kia? Nó chỉ là thực tập sinh, trẻ người non dạ, nên nông nổi. Nhưng mà anh phanh lại rồi, yên tâm. Chắc là anh có ngoại tình con bé kia không? Mình mày nhớ lời bố mẹ dạy chắc. Anh mày già chứ đâu lầm cầm. Thế bây giờ là có hay là không, hay có hay là chưa? Thế anh trả lời luôn đi. Nói thế không hiểu à? Không. Không, anh nói luôn từ đầu là không ý anh. Không. Không thật không? Anh nghĩ cái gì không đâu? Anh không thật không? Này em bảo. Hả? Hỏi thật nhá. Nhá. Hôn vị nó như thế nào? Không. Không à? Nào anh thề đi. Anh thề đi. Nói thế không có gì thì anh thề nhưng mà. Anh không thề đúng không? Đấy. Không thể không? Sao mày ném ông xuống hồ? Lấy cái gì nói nãy là không hiểu à? À không thể. Thế rồi đấy. Thế gì nói đàng hoàng? Không có ngoại tình. Anh tưởng sao anh... Tại sao anh không nghe máy luôn từ đầu đi? À. Anh ở bên chỗ chị mà. Mà cái chuyện ly hôn bọn mày nghĩ ra được à? Anh thua. Cảm ơn bố mẹ vì đã nói nhiều đến mức không đứa nào dám quên lời bố mẹ dạy.